những thói quen thường duyên và khó bỏ của một bộ phận hành khách khiến nhiều người đi tầm thường cực kỳ khó tính. Đặc biệt là hành động gác chân lên thành ghế trên các phương tiện công cộng đã không ít lần bị lên án và thành đề tài đàm đạo trên các trang mạng xã hội. Sáng nay ngày 25 tháng 10, một cô gái trẻ đã đăng tải dòng than thở khi bạn dạng thân trải qua chuyến bay chẳng mấy vui tươi bởi đôi chân thiếu ý thức của một vị hành khách ngồi hàng ghế sau. Kèm theo đó là hình ảnh hai bàn chân nằm chình ừng ở hai bên thành ghế phi cơ khiến nhiều người không khỏi choáng váng. Dòng chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người ngán ngẩm. Ý thức ở đâu? Chân đã thối đầu cũng chán hẳn. Tôi tức muốn chết. Tôi đã nhắc nhở mà vẫn để nhé, do bị ốm thêm rất buồn ngủ nên tôi chỉ chụp dội sáng sủa lên đây cà khịa cho đỡ bực thôi, dòng chia sẻ của cô gái trẻ khiến nhiều người đồng cảm. Theo chia sẻ của cô gái, dù đã báo cáo nhắc nhở về hành động thiếu ý thức này nhưng chủ nhân của bàn chân xấu xí vẫn tỏ ra vô tư khi coi chốn công cộng như nhà mình để dễ chịu gác chân mà chẳng thèm thân mật đến cảm nhận những người xung quanh. Không chỉ gác chân lên khoe ghế phi cơ giá cửa sổ, mà một bàn chân khác còn luồn qua hai hàng ghế bên cạnh để gác lên thành để tay. Chắc hẳn, mỗi lần cúi xuống lại thấy nguyên một bàn chân chình ừng ngay trước mặt thì chẳng ai có thể cảm thấy dễ chịu và tận hưởng chuyến bay nữa. Hai chân vô tư gác hai bên thành ghế phía trước trên phi cơ dẫu đã được nhắc nhở. Đã ốm sốt mệt mỏi lại phải hứng chịu thêm nỗi hoảng hốt hoàng từ đôi bàn chân vô ý thức của một hành khách ngồi hàng ghế phía sau, câu chuyện của cô gái sau đó đã chiếm được sự đồng cảm của mọi người. Không ít người bày tỏ bức xúc trước hành động thiếu văn hóa của vị khách trên đồng thời cho rằng mỗi người khi di chuyển trên các phương tiện công cộng hay ở chốn đông người cũng nên hành động văn hóa và tế nhị hơn. Buồn ngủ mà gục xuống là mặt chạm chân lung lay chẳng được. Nhìn thôi đã thấy khó tính rồi, nếu bắt gặp phải vị khách xấu tính như vậy chắc hẳn phải nhắc nhở thật to cho biết ngại, sau đó tự sướng lại rồi đòi hỏi tiếp viên đổi chỗ hoặc có phương án xử lý để tránh gây khó tính cho những người xung quanh, tài khoản L. A. Bất Bình. Chẳng hiểu sao có thể thẳng nhiên gác đôi chân đó lên ghế trước được. Này đúng chuẩn đôi chân vô duyên và quảng hốt vậy luôn. Chẳng cứ gì phi cơ, đi xe khách đường dài cũng bắt gặp nhiều tình huống khá khó tính, hết gác chân lên thành ghế lại quyết quỳnh quỵt vào lưng ghế cứ như động đất. Có nhắc nhở cũng chỉ được một lúc rồi đâu lại hoàng đấy rồi chỉ biết cam chịu suốt chuyến đi, một bạn khác.